Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hơn 300 chốt kiểm soát. Các chốt kiểm soát giữa các quận, huyện được tháo gỡ khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, bắt đầu giai đoạn bình thường mới sau ngày 30 tháng 9. Trưa ngày 30 tháng 9, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã bắt đầu gỡ hơn 300 chốt kiểm soát nội thành, rào chắn vùng xanh. Động thái này diễn ra sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trong sáng cùng ngày. Tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, năm dân quân và bộ đội lần lượt gỡ các chốt cứng ở đường dẫn ra xa lộ Hà Nội. Toàn phường có khoảng 10 chốt cứng đều được tháo hết trong ngày. Rào chắn và những bó dây thép sau gần 3 tháng án ngữ trên đường được chất lên xe ba gác trở về điểm tập kết của phường. Mỗi chốt cứng mất khoảng 20 phút để gỡ xong. Cách đó 10 km, những hàng rào chắn ở ngã tư đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp được di chuyển ra khỏi lòng đường. Đây là chốt kiểm soát liên quận, hoạt động từ tháng 6 khi COVID-19 bùng phát ở quận Gò Vấp. Những hàng rào, cọc tiêu, biển báo trên đường Phan Văn Trị được bộ đội đưa lên xe. Bàn ghế thiết bị phục vụ cho lực lượng kiểm soát cũng được sắp xếp gọn gàng vào vỉa hè trước khi chuyển đi. Các biển báo rào B40, lều dã chiến ở chốt công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình được cảnh sát di dời trong nửa tiếng. Trung tá Bùi Ngọc Dầu, đội trưởng cảnh sát giao thông quận Tân Bình cho biết, 4 chốt giáp ranh của quận sẽ được gỡ bỏ để chuyển từ hình thức chốt chặn sang tuần tra kiểm soát lưu động. Cảnh sát giao thông kết hợp với nhiều đơn vị sẽ lập các tổ kiểm tra người đi đường để nâng cao ý thức phòng dịch. Trung tá Dầu nói, hàng loạt chốt kiểm soát nội thành ở quận 1, quận 3 cũng được tháo gỡ trưa nay. Tại giao lộ đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, lúc 11 giờ đã không còn rào chắn so với hình ảnh ngày 24 tháng 8. Gần đó, đường Nguyễn Trãi cũng đã thông thoáng sau khi bỏ chốt. Xe chở những rào chắn trên đường Phùng Khắc Khoan về điểm tập kết phường Đa Cao, quận Nhất. Ngoài chốt nội thành, các con đường nhỏ hẻm bị chốt chặn cũng được tháo gỡ. Tại giao lộ đường 26 Tây Hòa, thành phố Thủ Đức, hơn 2 tháng nay bị án ngữ bởi ống cống, nay đã thông thoáng. Tại phường 7, quận Bình Thạnh, công an cùng cán bộ phường đã mở lối cho gần 20 con hẻm dọc đường Lê Quang Định, Nơ Trang Long. Chứng kiến lực lượng chức năng dỡ rào trước nhà gần 2 tháng qua, bà Huỳnh Thu Nguyệt, 55 tuổi, cho biết, từ lúc siết chặt cách dịch tôi chỉ ở nhà, bức bối lắm, giờ dịch được kiểm soát tôi mừng như Tết vậy. Tôi mong chờ ngày thành phố Hồ Chí Minh được trở lại bình thường lắm. Đến 14 giờ, một số chốt kiểm soát liên quận vẫn còn. Tại chốt trên xa lộ Hà Nội, đoạn gần cầu Sài Gòn, cán bộ trực ở đây cho biết, việc kiểm soát người đi đường tạm ngưng và sẽ gỡ rào chắn trước 18 giờ hôm nay. Theo Phó Chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình, người dân có thể đi lại nhưng không tự ý ra khỏi thành phố vì vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh để phòng dịch. Người dân khi đi đường sử dụng mã QR. Trường hợp không có mã QR xuất trình các giấy tờ F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày đã tiêm chủng. Thành phố Hồ Chí Minh trải qua hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau. Từ đợt dịch thứ tư bùng phát hôm ngày 26 tháng 5 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 380.870 ca nhiễm. Gần 50% ca nhiễm cả nước đang điều trị khoảng 35.000 bệnh nhân, 14.631 người tử vong.